Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Quang Linh có động thái bất ngờ giữa lúc Thùy Tiên không muốn kết hôn vì sợ đổ vỡ giống ba mẹ. Quang Linh Vlog từ lâu đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng, những đoạn clip chia sẻ về cuộc sống tại châu Phi của anh chàng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân, anh bất ngờ đăng tải đoạn clip lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ tại vùng quê nghèo Angola. Được biết, ban đầu Quang Linh đến Angola để mưu sinh, nhưng với tư duy nhạy bén cùng trái tim nhân hậu, 6 năm sau anh đã giúp hàng ngàn người dân châu Phi có cơm ăn, áo mặc, trẻ em được đến trường. Chàng trai xứ Nghệ đang góp phần làm đẹp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại châu Phi xa xôi khi thực hiện nhiều hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa. Quang Linh cùng nhóm bạn đã có những hoạt động thiết thực giúp đỡ người dân châu Phi như tặng hạt giống, dạy họ cách trồng rau, canh tác, chăn nuôi, xây nhà và tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Những vườn rau cải, cây ngắn ngày như dưa leo, cà chua, ngô, khoai, sắn được Quang Linh và bạn bè giúp người dân gieo trồng đúng cách nên thu hoạch bội thu. Linh và nhóm bạn còn giúp chăm sóc người già neo đơn bệnh tật, phát hàng chục tấn gạo tặng người dân ở Angola. Từ tiền của bản thân và sự ủng hộ của cộng đồng, nhóm của Linh đã khoan được 12 giếng nước tại Sanjala, một trong những địa phương nghèo nhất của Angola. Khi có nguồn nước sạch từ những giếng khoan này, người dân nơi đây rất vui mừng bởi chi phí khoan giếng là quá khả năng so với thu nhập của họ. Sau khi giúp người dân làm nông nghiệp, nhóm của Linh bắt đầu thực hiện những dự án hướng đến tương lai cho trẻ em, giúp các em có chỗ học tập. Linh và nhóm bạn đã sửa chữa lại trường học cũ nát, xây trường học ở những bản làng hẻo lánh. Đồng thời, anh và team đã tới các bản làng xa xôi để vận động người dân cho trẻ đến trường. Quang Linh cho biết, tôi đã có 2 năm đi xây trường học và hiện đã làm được rất nhiều trường học, đã giúp được trên 5.000 trẻ em ở nhiều bản làng tại Angola tới trường. Về ngôi nhà tình thương cho trẻ mồ côi, Quang Linh cho biết đây là món quà của một mạnh thường quân Việt Nam gửi tặng. Hiện tại, anh đã nhận vào nhà tình thương 12 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, cam kết sẽ cho các em ăn học đến khi trưởng thành. Quang Linh chia sẻ, những thành quả đạt được trong thời gian qua không phải là công sức của một mình anh, mà là sự nỗ lực của cả nhóm. Hiện tại, mình không chỉ hoạt động một mình hay một nhóm mà giờ đã thành một cộng đồng lớn lan tỏa những việc tử tế mang tên Team Châu Phi. Mình tự hào khi có một cộng đồng như vậy ở bên, Quang Linh bộc bạch. Bên cạnh hành trình ý nghĩa của mình, Quang Linh còn được quan tâm đặc biệt về mối quan hệ với Hoa hậu Thùy Tiên. Quang Linh Vlog và Thùy Tiên được cư dân mạng ghép đôi chuyện tình cảm sau khi chuyến thiện nguyện của người đẹp này ở châu Phi. Trở thành Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh những thành công đáng nể trong cuộc sống, người đẹp sinh năm 1998 lại có tuổi thơ kém may mắn. Điều này tác động ít nhiều đến quan điểm sống của nàng hậu trong tương lai, khiến fan cũng thương cảm. Làm khách mời trong một chương trình về podcast mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên có nhiều chia sẻ về cuộc sống của mình, trong đó công chúng chú ý về quan điểm của cô trong tình yêu. Hồi xưa mọi người hay nói em là con này, sẽ giống như ba mẹ nó, kết hôn rồi ly dị, nên mình càng không muốn chuyện đó xảy ra. Nhỡ sau này mọi người lại nói do ba mẹ như thế nên mình mới như vậy. Lâu lâu cũng đọc bình luận con bé này không xứng với thằng này vì gia đình nó ly dị. Mình không muốn những gì người ta nói là đúng nên mình phải suy nghĩ kỹ, hoặc thậm chí không kết hôn, cố tâm sự. Thời điểm thiện nguyện tại Angola, Thùy Tiên được fan đẩy thuyền nhiệt tình với Quang Linh Vlogs. Tuy nhiên, cô khẳng định cả hai chỉ là những người bạn thân, đồng nghiệp, hiện tại yêu đương sếp sau công việc. Khi hoàn thành lo lắng cho gia đình xong, cô mua nhà cho bà, tài chính lo cho mọi người rồi thì mới nghĩ đến chuyện yêu đương, lập gia đình, nàng hậu tâm sự. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.